Nay mình sẽ chia sẻ làm bánh đa nem nhé. Có cả tôm và thịt băm theo đúng kiểu của miền Trung và ở miền Nam mọi người hay làm, hay là gọi là chả cuốn ấy, chả giò ấy. Đây thịt băm này, chả tôm nó. Hành lá, rau thơm và các loại nguyên liệu miến, mộc nhĩ, nấm hương. Bây giờ cho các nguyên liệu vào rồi chúng ta sẽ ướp vào. Đây là hành lêm này, bột ngọt này. Theo khẩu vị của gia đình các bạn nên miến cho vừa, cũng không cần mặn đâu vì cái vỏ nó đã ngậm rồi. Muối và hạt tiêu, tiêu xay cho nó thơm. Thêm một chút, mình hay cho cái nước sốt này. Không cho mắm thì cho mắm vào nó sẽ không còn ngon ấy, nó sẽ làm cho nem của chúng ta nó ướt quá. Đây nước sốt maya mình cho thêm ít vào để bé nhỏ thích mùi thơm của maya, cho khoảng thiếng vào. Đây làm nhiều nên mình cho nhiều. Không cho cái sốt này cũng được đấy, bé thích ăn thì mình cho. Cho thêm cà rốt này, khoai tây này, hoặc là khoai môn nhé. Và giá, hành tây các bạn cũng thái nhỏ như thế này. Mộc nhĩ, nấm hương, miến hay còn gọi là bún tàu. Và để trộn lẫn cùng nhé. Cứ cho lần lượt vào chúng ta trộn cùng. Làm này chúng ta rán sơ hoặc là cất vào gói xong chúng ta cất vào ngăn đá tủ lạnh. Khi nào ăn thì chúng ta bỏ ra chúng ta rán nhé, hoặc là rán sơ trước, nó ăn chúng ta rán lại. Làm nhiều một hôm thì chúng ta có thể ăn cả tuần. Cứ đổ lần lượt vào chúng ta cứ đảo lộn như vậy nhé, rồi sau đó đâu cuối cùng là đập trứng và đi gói anh em thôi. Đây là mộc nhĩ, nấm hương, rau thơm, hành ở đây cho nó ngọt để bên trong nem không bị khô. Để chúng ta thái thêm giá và miệt hay là gọi là bún tàu có nữa là được. Mình cho lốt cái miến vào để mình đảo đều nhé, đây có giá nữa. Và đập cho mình thêm mấy quả trứng nữa vào để cho nó dẻo dẻo quánh quánh lại với nhau ấy, liên kết lại với nhau ấy. Rồi chúng ta đảo đều lên nhé, dùng tất cả lòng trắng lòng đỏ nhé các bạn nhé. Các bạn đổ vào đừng để ướt quá nhé, cứ đập vào. Ở đây một cái chậu này khoảng hơn 1 cân nguyên liệu, khoảng 2 cân tất cả cả trứng vào, nên mình cho 5 quả trứng. Năm quả trứng này nó vừa đủ ướt nhưng mà chưa được không ra nước nhé. Thì mình cũng không cho mắm cho lên cái này nó cũng sẽ không bị ra nước. Rồi bây giờ mình sẽ đi gói và rán thôi. Đây là cách để mình làm nem. Các bạn có cua thì cho ít thịt cua nó vào nhé. Còn đây chỉ có tôm nõn nữa. Mình trần với nước nóng để cho tôm nó cứng con tôm và nó hết cái mùi tanh đi. Khi trần thì cho ít muối rượu vào là hết mùi tanh. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành gói nem là được nhé. Rất là ngon và nhiều. Mình tiến hành mình gói nem nhé các bạn nhé. Nem xong gói xong thì cho các bạn cho luôn một cái chảo dầu nóng để mình chiên luôn.
nó không chặt quá không là khi mà chiên thì nó sẽ bị lở lên và nó sẽ làm vỡ nem ấy. Cũng không mỏng quá. Và để cho đường vào chảo dầu. Ban đầu cứ cho lửa to một chút để cho nó già dầu, sau đó cho lửa vừa và nhỏ, không có nhỏ quá không là dầu nó lại bám ngược trở lại lên nhé. Các bạn dán cho nem cứng thêm và chín khoảng 60-70% này, sau đó mình sẽ cho ra ngoài và để nguội, cất vào những cây âu rồi để ngăn đá tủ lạnh dùng dần nhé. Còn nếu ăn luôn thì các bạn dán lại lần hai luôn. Những cái miếng mà nó cứng và nó chín như này, nó cứng sơ như này rồi chín, thì chúng ta sẽ để như này cho ráo dầu và để ra bỏ ra nước ăn luôn để tìm thái dán lại luôn, còn không thì lại cất vào để nguội, cất bằng ngăn đá tủ lạnh, trong cái hộp cất bằng ngăn đá tủ lạnh để dùng dần. Làm như này một tuần chúng ta chỉ cần làm một lần thôi mà chúng ta sẽ có đồ ăn cho cả tuần mà đảm bảo nó vẫn không bị khô nhưng mà rất là ngon. Là khi mà cất hộp để ngăn đá tủ lạnh thì các bạn phải để cho nó thật nguội nhé thì mới cất được nhé. Các bạn nhìn thấy không? Nó vàng vừa phải này, khi mình chiên lần hai thì nó giòn lên và nó vàng thêm thì nó vừa đó. Đừng cho vàng quá, cho chiên lần hai là sẽ bị cháy. Một loại mình ngăn em dày, một loại mình ngăn em mỏng. Đấy, dày đây. Cái chiên như vậy đến hết nhé. Nhìn rất là hấp dẫn luôn ạ.